Xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại em đã có mặt tại xe cá viên chiên của hai chị em á cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên mà hai chị em khai trương nè cả nhà. Vừa mới dọn xe ra luôn. Hiện tại bây giờ là gần 7 giờ nha cả nhà. Phía trong bên đây là bà ngoại cùng với lại Bội Nhi. Còn phía bên ngoài là Yumi đang đứng bán nè cả nhà. Hello, chào Yumi, Bội Nhi. Hello, hello cả nhà, mình đang xem trên kênh Nhất Liệu Sự Bố. Hiện tại thì cá viên chiên Yumi và Bội Nhi đã bán lại nha. Hôm nay là ngày 18 tháng Chiên âm lịch, một ngày mà hai chị em khai trương bán lại xe cá viên chiên tại địa chỉ quen thuộc là 783-79 Trần Xuân Soạn cả nhà ơi. Xe cá viên chiên đã bán lại rồi nha cả nhà. Đó, ở chung cư với ngân hàng. Nghe đó nghe đâu mình chở rồi. Rồi sao rồi? Để giấy đi, giấy đi. Trời ơi, kìa cái này dễ thôi các bạn. Xe cá viên chiên hoạt động trở lại rồi nha mọi người ơi. Mấy anh đẹp trai cứ tới đây chơi với em nha. Đó tới với bà nội mà hung tao không ai mà tới má. Trời ơi. Theo kiếp luôn đó má. Cái đi diễn đó, ở Châu Đốc hả? 10 người đi ngang nó hung hết trơn, 10 người. Bởi vì người ta nói cái em này trên clip hay hung lắm nè, đâu hung anh thử coi. Trời ơi, Lâm Trắng Khang đi rồi cho lô tô 2 bữa. Bộ Nhi hung người ta 2 bữa luôn. Ba bữa sao vợ ông con lại luôn á. Ê, Lâm Trắng Khang có điện không vậy? Có. Thấy được Zalo cũng Zalo. Lâm Trắng Khang nghe đi nha. Cắm cái Zalo không Zalo. Rồi, Lâm Trắng Khang anh. Lâm Trắng Khang gặp sao bè? Lâm Trắng Khang gặp ở dạng hôm mai. Đó, hôm hôm Bội Nhi chụp hình quá trời luôn. Tâm thấy Bội Nhi đang trần chăm máy của Lâm Trắng Khang mà. Mà có sao nói vậy, hôm hôm hai bữa, bữa sau vợ Lâm Trắng Khang tới luôn. Bữa sau này đang sợ 4 cục chứ vợ. Bữa 4 mà hợp. Cần nó 4 nè. Cái nào? Ba. Hỏi mày làm gì? Đó, và bữa nay thì sang cái bên kia nó đầy đủ món ăn nè. Đó, hai chị em thì nghỉ Tết cũng có nhiều người ta năm bữa nữa có 1 tháng nữa. Nghỉ Tết cũng hơi ít đó. Dạ. Ở nhiều người tao thấy không có clip của tụi em á, tưởng tụi em nghỉ bán cá viên luôn rồi. Nghỉ bán cá viên rồi, hai đứa em đi làm gì giờ? Hai đứa em đi làm gái nha. Ok, ok rồi. Rồi qua Tết vậy mình dự định cái xe cá viên chiên mình sẽ bán nhiều hơn hả em? Dạ, nói chung là cũng sẽ bán bình thường thì cuối tuần thì sẽ bán nhiều hơn một tí, còn đầu tuần thì sẽ bán trung bình. Cái thời gian của mình bán trong tuần á thì sẽ nhiều bữa hơn đúng không? Dạ đúng rồi, thì nói chung là cuối tuần có show thì giảm đi bình thường đó, cho nên là cả nhà mình cứ việc yên tâm qua chơi với tụi em nha. Ngày nào báo tụi em sẽ đăng Facebook, ngày nào không bán thì tụi em cũng sẽ đăng Facebook. Bán đi má ơi, không có show đâu mà đi má ơi. Mùa này má hả? Mày có show thì đi show đó. Dạ tất nhiên. Mùa này có show đâu quý vị ơi, nó nói gì đó. Nằm ở nhà xịn thay kìa. Nằm ở nhà có mấy bữa chứ nhiêu, em đi về nhà 4 bữa là em đi chùa 3 bữa còn nhiều ở nhà không. Biết em sừng luôn á. Thấy vợ chứ cả nhà ơi. Hay vậy? Cứ lựa đi anh. Dạ, má cái gì còn má. Thế không? Rồi đâu giờ có khách tới ủng hộ cho hai chị em nè cả nhà. Đó, mới dọn ra là bên đây là có hai vị khách đến. Và bây giờ là có một anh trai đến ghé để ủng hộ cho hai chị em. Ngày đầu tiên hai chị em khai trương, chúc cho hai chị em hồng phát nha cả nhà. Điện không chưa? Lát. Hả? Lát chưa. À, chưa điện hả? Đó, không biết chứ. Tình hình là bán lại rồi, rất là vui nha. Bán sớm luôn thấy không? Hồi lúc dọn hàng trễ rồi, trễ nay là dọn sớm luôn, nôn bán quá trời bán. Rồi có ai phụ em chiên chưa? Có người phụ hả? Trời ơi, em nghĩ là không ai phụ rồi đó. Cái ăn lau đen của xe rồi đâu. Chết hết trơn rồi má ơi.
trơn là chắc kiểu như nó chết rồi, gia đình nó để nó có qua trang tưởng nhớ gì rồi, không ai kiếm được hết trơn. Dòng quỷ dòng ma. Tình hình là bữa nay hồi nó sẽ có rất là nhiều trai đẹp qua, tại vì tụi em mới đáng lợi cho mọi người, cho nên là có nhiều người rất là sẽ qua trễ đúng không em? Đương nhiên qua trễ chắc chắn là tại vì em bán trễ mà. Giờ này là chỉ mới đi làm về thôi. Xe cá viên ở Cây Chương lại rồi nha cả nhà. Địa chỉ trạm xe cá viên Chiên là 777 Trần Xuân Soạn, phường Tân Phong, quận 7, kế bên trường tư quận Gia Lai 2. Cả nhà tới đây thì sẽ nhìn thấy cái xe cá viên Chiên của hai chị em. Và trong những ngày đầu năm và cho đến vài tháng tới thì chắc hai chị em sẽ thường xuyên bán hơn, tại vì lịch chuyển trong cái thời điểm này nào thì nó sẽ rất là ít, nên hai chị em sẽ cố gắng là ngày nào không có lịch chuyển hai chị em sẽ bán, thì sẽ bán thường xuyên hơn. Mọi người hãy ghé, địa chỉ là 777 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để ghé ủng hộ cho cái địa chỉ hai chị em dùng ngay bữa nha cả nhà. Ớt không cay mọi người, tao nói ớt không cay. Ớt không cay. Nó không có nào phải mua ớt hiểm làm sao thế. Bạn này chắc chắn là ớt hiểm không có quay. Trời, bán sớm mà chưa mới đầu năm rồi buồn rồi em. Tại vì không có ai lợi cho em dê, em buồn. Nãy giờ ngồi kiếm. Bây giờ em nói với mọi người đi. Mấy anh nào đẹp trai á thương em qua đây ủng hộ tinh thần cho em. Đẻ kìa. Đẻ chịu không? Lấy phòng cho mình. Đẻ anh chạy vô với Cần Giờ kìa đi tắm biển không? Giờ đi về Cần Giờ hả? Ừ. Thôi dẫn em đi về Cần Giờ chơi đi anh ơi. Có chồng rồi. Tự nhiên con trai mà chưa có chồng. Kỳ cục trời. Thì cái số tôi sao á trời. Ủa là trời, còn lấy cái gì đâu không mà trời. Dở mặt ra coi. Ốm ốm nha chịu nha, cái gu tui nha. Đúng rồi. Làm ở đây hả? Giờ đó giờ. Giờ tới 3 giờ chiều. Giờ tay trời. Giờ cắt tải cá thuê du lịch bình. Ở đây ngồi nè. Ngồi đi, ngồi dưới chân đây kìa. Ở chồng đi. Ghế nè. Hai mắt nhìn nhau mình đào máu hồng đó. Không có tin được. Tại sao con trai mà lại có chồng thì cứ chán vậy để sợ. Con thu tiền rồi đó nha. Tự nhiên nào ông con trai mà kêu có chồng. Hỏi đi. Nước gì? Nước gì? Hai chai nước. Đây nè. Thấy không? Mua hai chai được hả? Mua về cho ổng ăn. Hai chục. Chị hai chai 10 ngàn hả? Trời ơi, tưởng bằng hai chai 10 ngàn. Rồi, cảm ơn chị nha. Tưởng không hai chai luôn rồi chứ. Lâu quá không bán mà lục rồi. Bán ra hỏi chai nhiều. Mua ra ăn về cho chồng ha, vậy luôn đó. Thôi, sẵn gì vậy? Chị em phải thỏ cho cái gì nè. Cái gì? Cái gì vậy? Chịu nha. Rồi còn nóng hổi luôn á nè. Ê, đúng thấy mày lọt. Rồi. Bye bye, cảm ơn nhiều nha. Nước chấm kìa, lấy nước chấm kìa. Trời ơi.
Thôi được rồi ăn không được rồi. Tụi ngon quá cười á. Nóng rồi, à, nóng luôn. Này ăn coi, không có nóng. Cái này cố tình để tặng là bộ vô để mua cái gì cho tặng á. Ăn ốc đi mà. Không có nóng mà. Bờ như mặt vậy. Hết sệ luôn đó má. Ốc ngon quá ta. Ốc mỡ. Nè ngượng con đi. Dễ thì đâu có, người con bằng nhiêu của mặt á. Ốc mỡ ra mua cái viên chiên cho ốc mỡ ăn đó này trời. Dễ thương ha. Về Cần Giờ luôn đó má. Ở Cần Giờ luôn hả? Xa lắm. Giờ gần mà. Dám gần đâu qua khỏi cho đóng hai luôn. Cần Giờ đâu phải nhiều phút đâu. Nhiều phút lắm mà mình dám đâu. Qua cái phà đó tới rồi. Ừ. Phải chạy tới chợ đóng hai qua cái phà Cần Giờ. Trời ơi, hôm bữa Dương nó chở đi chùa. Đi chùa cho đóng hai. Xong rồi nó kêu chở đi qua bên qua cái phà. Qua bên qua phà cái đi có cái chùa người quen. Nó chở nó đi múc chỉ Đồng Nai luôn. Băng bỏ phà thành Đồng Nai luôn má. Trời ơi tôi đi phải sợ. Phà Cát Lái chứ phà gì bà nội? Không có phà nhỏ kế bên luôn. Chứ không phải là tôi không có đi phà Cát Lái. Thánh thần ơi là trời. Nè ăn không hả? Không đi tươi nha. Cũng ngon lắm vậy bà. Rút cái đít cho luôn á. Sao mẹ gì bà không ngon. Ai gọi kìa. Thôi má kìa. Không nhiều chứ bộ ha. Bữa nào dẫn mọi người ở chùa. Em mới biết một cái chùa ở bên Đồng Nai tươi xanh rồi. Chùa gì á? Đi Tây Ninh, nói đi Tây Ninh. Chùa có giáo hội đàng hoàng. Nhưng mà để em nghe điện thoại xong đi. Em nghe nè chị. Tụi bà ta với mày chứ không phải với hai ông YouTube. Thôi vậy đi ha. Đầu tháng đi. Thích mở luôn, có thích mở luôn ha. Quá đã luôn. Đầu tháng đi đi ha. Địa điểm 15 đi. Mùng 1 mình nghỉ đó cho nên đi ngày đó được rồi. Đi Tây Ninh đó. Mùng 1 15 đừng bán năm nay. Không. Hai ngày đó cúng người ta. Bữa hôm nay có cái chùa vậy nè. Bữa hôm dẫn mọi người. Chùa ngay cái chỗ đó là cũng gần mé biển. Mà mát dữ lắm. Mà thầy ở mà chùa nấu ăn rất là ngon. Rồi mai tao không có đi. Ủa cái đó cái sông mà giống như là gió biển vậy đó. Quà mẹ ơi. Không nhưng mà vừa qua phà cái tới à. Tập 2 có gì anh? Chùa gần biển hết rồi. Cái sông mà gió biển kiểu gì đó mát vô lắm. Mà đặc biệt có một cái sự tích là ở trong chùa có thờ hai cái quách. Là thờ hai ông bà vợ chồng gắn. Ở chùa nghe quen vậy. Chùa lớn hay chùa nhỏ? Chùa rất là lớn. Và thưa hai người thầy chủ đất qua bên Campuchia á mua hai chú cặp gắn về nuôi. Nhưng mà mua như thế nào không biết. Chúng hai ông bà gắn này là ở bển đang tu luyện. Cỡ thêm năm nữa là người ta thành tinh rồi. Mà cái đem về nuôi hồi không biết là kiểu như quan gia trái chủ hay nghiệp báo gì đó. Thì coi hai con gắn này về nuôi thì chết. Hai con gắn này chết thì ông chủ đất này ông mới thương đó, cái ông mới chôn, thì kiểu như là chôn xuống xong là ta đi nước ngoài với lại ở đó ăn người ta đang ở làm ăn không có được, cái làm hai vợ chồng mới hiến nguyên cái mảnh đất này lợi cho giáo hội Phật giáo, xong rồi giáo hội mới xây lên thành cái chùa mới điều ông thầy này đang ở xuống, thì ông thầy xuống ông ở thì lên thì người ta mới biết được là cái sự tích là vậy, thì ông thầy mới móc hai con gắn lên đem đi quả táng. Xong rồi quy y này kia đồ mọi thứ về làm con nhà Phật. Rồi xong rồi thờ trong hai cái quách đàng hoàng. Có một cái chòi riêng để thờ luôn. Ghê không? Tu luyện mà thành tinh luôn rồi. Một năm nữa thôi là thành tinh. Mà người ta nói là vô trong đó cầu sinh rất là linh. Linh tới nỗi mà ông thầy phong thái thờ riêng đó. Cho kiểu như ai mà tin đó người ta qua đó. Giống như coi hai người này là giống như là chủ đất ở khu vực kiểu vậy đó. Nào dẫn cho đi mà dưới nấu ăn rất là ngon. Thầy Ni thầy địa chỉ không nhớ được. Ở đồng, không nhớ tên không nhớ không nói trong đó là thầy chùa hay là thầy chùa mà nấu ăn rất là ngon. Thầy chùa nấu ăn em hướng đãi em ăn bún bầu quế hả ý chang luôn. Nói chung bây giờ cái món ăn chay á mình đi chùa nào cũng vậy cho đồ ăn ngon, đúng ngon làm ngon lắm, mặc dù là cái mặc dù là đồ chay thật nhưng mà nó ngon là thật sự
cái gia vị nó cũng y như vậy, nhưng mà nó là đồ chay, nó không là đồ mặn. Ngon hơn cả những cái chỗ quán chay mình ăn. Đâu? Trời ơi. Bà trời ơi, người ta qua gõ gàng, tôi thấy bả tông người ta gõ gàng á. Người ta qua chậm mà bả sắn vô luôn. Không chịu đâu. Phải học sinh hay gì má ơi. Bà. Người ta chị nè. Tèn 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 bả sắn tới luôn. Không có bà. Mèo Nhi. Giống như là quán quá không biết đường thẳng. Dạ đó là một câu chuyện giao thông nho nhỏ hết câu chuyện. Bữa con đi về con đi cha diệm mẹ năm hai mẹ năm hai đi cha diệm luôn à. Ờ đó là người ta quá trời trời. Tây Ninh kìa bà, má coi kìa. Sài Gòn ta đi quá nghẹt người hết trơn luôn trên Tây Ninh đó. Vậy thôi mùng một mình đi đi ha. Đi mà phải đi thì là sớm. Để nó đông quá đi không nổi má. Rồi là mùng một đông rồi đó. Ừ, cáp á. Với lại vậy nè, tháng này tháng Tết người ta đi chơi đông, ta xin lọc, ta xin làm ăn, ta đi đông đúng rồi. Thôi kệ đi, mình đi một là cuối tháng này hai tháng giêng người ta đi dữ lắm. Ở đông gì chứ không phải ơi. Sáng có đi thì bằng sớm. Ở chị cha Diệp che không có lọt. Còn lúc dịch đi có một người, không có một chiếc xe, còn giờ che không có lọt. Để cho nghe ông phải giống như giờ đi phải có ai thân thân với mình đi để nói chuyện chứ giờ lạ quá rồi sao nói chuyện đúng không? Rồi gặp đó, mấy cái đứa mà nó đi á không ngủ mà thân thân không mà đi hết trơn á, trời ơi em chửi quá trời chửi luôn, đứa nào đi cũng nhắn tin em chửi chưa. Còn là em ở nhà. Gumi đi nè. Gumi chưa đi má. Chưa. Thì bây giờ hai chị em hẹn nè, đầu tháng đi. Đầu tháng là sắp tới. Ờ thì bữa nay 18, 12 ngày nữa đi. Tháng này có 30 không bạn, tháng đủ không? Không biết. Chưa coi. Hay là cuối tháng đi, cuối tháng là đầu tháng nè. Ai biết à. Tôi sao cũng được. Để thôi, để coi lịch coi. Có lịch đi, muốn có lịch đi. Không có show thì cứ đi. Nghe nói chùa bà Bình Dương nay hình như mở rồi đó. Bữa nay mở rồi. Bữa nay mở. Nay mở hết rồi, nhiều điểm mở rồi.